kính chào quý vị và các bạn. Miền Bắc chuẩn bị bước vào tiết khí bạch lộ, có nghĩa là nắng nhạt từ cuối tuần này. Và thời tiết ở tại đây cũng mang nét đặc trưng của tiết khí này khi trời phổ biến là ít mưa và có nắng vào trưa chiều, song cường độ không quá mạnh như trong mùa hè. Cụ thể là trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 thì nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ có xu hướng tăng lên và phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Một vài nơi ở các tỉnh như tại Hà Giang, Cao Bằng và Lào Cai có thể xấp xỉ hoặc là trên 35 độ. Mưa chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối nhưng không kéo dài. Các hoạt động vui chơi dịp cuối tuần có thể diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, vào đầu tuần sau, khoảng từ ngày 9 tháng 9, thì khả năng hội tụ gió lên đến 5.000 m được hình thành trên khu vực này sẽ gây mưa rông và tăng dần trở lại và nhiệt độ lại có xu hướng giảm. Đối với khu vực ở miền Trung thì sang đến ngày hôm nay, hình thế gây mưa lớn cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã suy yếu hẳn. Do vậy mà mưa ở trên khu vực này trên đà giảm nhanh. Đối với các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế, còn lác đác có mưa trong thời đoạn ngắn vào đêm nay. Từ ngày mai mùng 7 tháng 9 cho tới vài ba ngày tới, toàn khu vực Trung Bộ phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhiều và nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần với mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, tiết trời oi nóng vào trưa chiều, còn về đêm và sáng thời tiết mát mẻ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho người dân vùng mưa lũ các tỉnh ở miền Trung khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra để dần ổn định cuộc sống, đặc biệt là tại những ngôi trường để các em học sinh có thể sớm quay trở lại bắt đầu năm học mới. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cường độ mưa cũng đã giảm. Trong 3 ngày tới, hoạt động của đới gió Tây Nam ở các khu vực này có cường độ giảm dần, do vậy mà vùng mưa sẽ bị thu hẹp cũng như là thời gian mưa cũng sẽ gián đoạn. Mưa dông sẽ tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều tối, cục bộ vẫn có những điểm xảy ra dông mạnh kèm theo lốc sét và gió giật nên người dân cần lưu ý đề phòng. Ban ngày thì ít mưa và trời có nắng, với nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng là từ 31 cho đến 34 độ ở tại khu vực Nam Bộ, còn ở Tây Nguyên sẽ là từ 28 cho đến 31 độ. Riêng các tỉnh ở vùng cao Tây Nguyên về đêm và sáng sớm trời se se lạnh, khi nhiệt độ thấp nhất chỉ trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ do yếu tố địa hình. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển. Trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn hạn chế và khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Vì vậy mà các ngư dân cần hết sức chú ý khi đi vào vùng biển này. Gió Tây Nam thịnh hành trên khu vực này trong ngày 7 tháng 9, còn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ ngày 8 tháng 9 trở đi thì cường độ giảm dần xuống cấp 4, cấp 5. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông thì mưa dông giảm xuống diện vài nơi với cường độ gió Tây Nam cấp 4 cho đến cấp 5. Như vậy là các tỉnh Bắc Bộ phổ biến có nắng trong 2 ngày cuối tuần. Sau đó, từ ngày 9 tháng 9 trở đi thì mưa sẽ gia tăng và nhiệt độ giảm dần. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ giảm nhanh và thời gian nắng trong ngày nhiều hơn và nhiệt độ tăng nhẹ trong 3 ngày tới. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 6 tháng 9 của Đài Truyền hình Kết số VTC cũng xin khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.